Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Những kẻ háo danh còn tệ hơn những kẻ tham nhũng Ngày 21 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang có bài Tệ hơn tham nhũng Theo nhà báo, sĩ vã những kẻ chi chát tiền bạc khi họ đã bị công tay là rất dễ Họ chưa chắc đã xấu hơn những kẻ háo danh, coi chống dịch như một cơ hội đánh bóng cho mình bộ cánh hình ảnh status trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang. Nhà báo nhận xét đi cùng với những tuyên bố vừa ngạo mạn vừa thiếu hiểu biết về Covid-19 sau khi thắng một trận giả là những chính sách vừa phản lại các nguyên tắc chống dịch 5K vừa thiếu cơ sở pháp lý và đạo lý như chúng ta thấy. Những quyết sách ấy đã vỡ trận ngay lập tức khi dịch thật tràn vào. Vụ Việt Á đã không chỉ giật tung mặt nạ mục tiêu kép không có chuyện tự lực sản xuất kit test, tự lực vaccine. Không những không có những cái cột điện nào chạy sang tránh dịch ở Việt Nam, mà còn nhiều người trong nước và người Việt tha hương còn trở thành nạn nhân của những chủ trương chống dịch. Nhà báo bình luận, chúng ta chưa biết những người lãnh đạo Bộ Y tế có chi chát trong chủ trương xét nghiệm đại trà hay không. Nhưng chúng ta biết các tổ chức chống dịch ấy không chỉ vi phạm những quyền căn bản của người dân, mà còn làm tăng thêm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo nhà báo, các quyết sách thiếu hiểu biết không chỉ tạo ra các khủng hoảng nhân đạo, khiến hàng vạn người dân phải tự gồng gánh đưa vợ con thoát khỏi các đô thị, mà còn có người phải đi bộ hàng ngàn km, còn làm phát sinh ra những đám đông dễ gây dịch ở các chốt kiểm soát, ở các văn phòng cung cấp các loại giấy phép ra đường. Đặc biệt là chủ trương đưa những người bị coi là F1 đi cách ly cưỡng bức tập trung hàng ngàn hàng chục ngàn con người vào những cơ sở tạm bợ, thiếu thốn điều kiện vệ sinh, điều kiện tự chăm sóc, không chỉ tạo ra những ổ lây lan dịch mới mà còn để lại những chấn thương tinh thần cho những F1 may mắn không bị lây dịch bệnh. Nhà báo đặt vấn đề, ai xứng đáng được sống an toàn nhờ sự hy sinh của những người bị coi là F1 này? hình ảnh cựu Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, người đã đưa ra những chính sách chống dịch sai lầm, gây thảm họa nhân đạo. Về vụ chuyến bay giải cứu, nhà báo tiếp tục đặt vấn đề tại sao không có một quốc gia nào trên thế giới giữa tâm dịch ban hành nên những chính sách cản trở công dân tha hương của mình trở về. Chỉ có chuyến bay VN-06 của Nam Airlines chở 219 công dân Việt Nam từ Guinea xích đạo về nội bài hôm 29 tháng 7 năm 2020 là có yếu tố giải cứu. Hàng trăm nghìn công dân Việt Nam khác đang học tập sinh sống ở nước ngoài đã bị rơi vào một thảm họa nhân đạo không thể trở về nhà, không chỉ bởi vì dịch bệnh mà còn bởi các chính sách chống dịch của chính đất nước mình. Nhà báo cho rằng không phải ở thời điểm ấy mạng xã hội không lên tiếng, thay vì càng những lúc hiểm nguy Càng cần những tư duy độc lập, càng cần những tiếng nói phản biện thì báo chí vẫn theo truyền thống, càng tích cực xưng tụng trong các dàn đồng ca. Nhà báo nhận định một mô hình chống dịch đúng chỉ có thể dựa trên sự hiểu biết chứ không thể dựa trên sự ngạo mạn. Thực tế cho thấy càng không có học hỏi kinh nghiệm quốc tế được WHO đúc rút, càng cố gắng để trở nên duy nhất, thảm họa cho người dân càng trở nên khác thường nhất. Từ tháng 9 năm 2020, các hãng dược lớn đã thông báo cho các quốc gia là sắp có vaccine. Nhưng sau đó Việt Nam vẫn không có kế hoạch gì. Phải đến tháng 6 năm 2021 khi Campuchia đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất thế giới thì Việt Nam mới thành lập ban chỉ đạo tiêm vaccine toàn quốc. Vẫn theo nhà báo, bảo vệ người dân trong nước và bảo hộ công dân ở nước ngoài là bổn phận của mọi chính phủ, không có chính sách nào là đúng, kể cả trong tình trạng khẩn cấp mà đẩy dân vào tình thế khó khăn hơn, bất chấp những quyền căn bản, bất chấp phẩm giá. Những kẻ rắp tâm chia chác từ chính sách khi đất nước đang ở trong thảm họa và người dân đang ở trong hoạn nạn thì chỉ có thể ban hành những chính sách rất gần với tội ác, nhưng những kẻ háo danh lấy việc thực hiện bổn phận để đánh bóng tên tuổi cũng không hơn gì bọn chia chác có những cuộc trình diễn chỉ sử dụng cờ đèn càng trống, có những cuộc trình diễn là sát người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Những kẻ háo danh còn tệ hơn những kẻ tham nhũng. Cõi Tây Phương cực lạc trong tù Ngày 21 tháng 8, trên trang cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long có bài bình luận quan không sợ tù. Theo đó, quan chức Cộng sản Việt Nam có thể không muốn vào tù chứ không phải sợ vào tù số tiền tòa kêu nộp phạt chẳng là gì nếu hoàng biết rõ chúng hoàng trường như canh bạc đỏ nhiều hơn đen đỏ ngang cuộc thì đen chẳng qua chỉ bị một vụ lỡ chẳng may bị lộ rồi thì xây luôn lâu đài biệt phủ trong tù mà hưởng lạc hình ảnh status của tiến sĩ chu mộng long tác giả chu mộng long dẫn bác phố hải phòng phần cuối trong đó nhà thơ bảo sinh viết sau khi bị kết án, Dương Tự Trọng bị giam tại Tam Đảo. Nghe nói anh em văn nghệ sĩ Hà Nội vào thăm nơi ở của Dương Tự Trọng thì rất đầy đủ tiện nghi. Do Trọng tự bỏ tiền túi ra xây, mãn hạn tù thì sẽ bị sung công. Trọng vẫn râu hùm hàm én mày ngày như xưa. Đọc đến đoạn này buộc tác giả phải đối chiếu với hình ảnh các quan trước tòa để thấy đa số các quan đều mang vẻ đẹp văn hóa Hà Nội, không ngẫu nhiên mà trong vụ án chuyển bày giải cứu có thằng nói đi tù là đi an dưỡng có thằng cao hứng làm thơ có thằng lẫy kiều tác giả nhận xét những thằng xin giảm án chẳng qua là sợ án tử hình tức là sợ chết còn nộp lại tiền sai phạm tiền hối lộ thì thằng nào cũng nộp nhanh nộp đủ nhanh vì nhà có sẵn tiền đủ là đủ cho cái án của sự vụ bị lộ còn số tiền chưa bị lộ đang cất giữ ở nhà hay ở ngân hàng nước ngoài thì thừa có lẽ nhiều không kể xiết tác giả bình luận dương tự trọng không bị bắt ở diện tham nhũng mà còn thừa tiền xây lưu nơi ở đầy đủ tiện nghi ở trong tù thì những đứa tham nhũng có thể xây biệt phủ lâu đài để làm vua trong đó có khi cả đàn văn nghệ sĩ tự nguyện kéo vào trong đó ở chung để được bưng bô và ca hát làm thơ ngợi ca cho những ông vua của mình thảo nào khi ủy ban tư pháp quốc hội đề nghị nới nhiều thứ quyền cho phạm nhân thì bộ trưởng tô lâm phải lo lắng Chế độ phạm nhân cao, nhiều người sẽ tìm cách để đi tù. Tác giả hình dung, luật lâu nay siết chặt phạm nhân là cho thằng dân. Còn quốc hội đòi nới luật để đến mức làm cho Bộ trưởng Tô Lâm phải lo lắng là cho thằng quan Hình ảnh Dương Tự Trọng, cựu công an tự xây cơ ngơi riêng trong tù. Tác giả tin chắc không thằng dân nào muốn đi tù, trừ thằng Chí Phèo thời thực dân. Có lần nói với bá kiến, thưa ông, con xin được vào ở tù vì ở tù sướng quá hay ông cho con giết ai đó để con được vào tù sự thật là thằng chí nó chỉ dọa bá kiến chứ ở tù thời đó làm gì mà sướng quá tác giả cho rằng nếu sướng thì các chiến sĩ cộng sản đã không tìm cách vượt ngục để tiếp tục đấu tranh cách mạng thằng dân thời nay nghèo rách đích khó có thể vào tù mà hưởng lạc vinh hoa và có người hầu hạ không chừng có thể chết bất đắc kỳ tử bởi sợi dây thắt lưng hay bị đầu gấu cho ăn đòn mập mình, chứ đừng nói sướng quá. Chỉ có thể là thằng quan có thể chúng không muốn vào tù, chứ không phải sợ vào tù. Số tiền bị tòa kêu nộp phạt chẳng là gì nếu quan biết rõ chốn quan trường như canh bạc đỏ nhiều hơn đen, đỏ ngàn cuộc thì đen chẳng qua là bị lộ một vụ. Rủi bị lộ rồi thì xây luôn lâu đài biệt phủ trong tù mà hưởng lạc. Là... Cho nên thì đi cúng chùa, đứa nào cũng nam mô Tây Phương cực lạc. Cõi Tây Phương ấy không ở thế giới tự do như bên Mỹ, bên Âu thì ở trong tù vậy. Cuối cùng tác giả mỉa mai, chúc các quan trong phiên tòa vụ án Việt Á sắp tới được cực lạc như ý. Nhà nước ta văn minh, không phải như thời phong kiến thực dân, đi tù là đi đầy. Các quan cứ theo gương dương tự trọng mà làm. Ra tù, cởi chiếc áo đội bóng Juventus ra khỏi thân thì vẫn râu hùm hàm én mày ngài như xưa. Vào tù không mất tiền mua, chỉ mất tiền để làm vua trong tù. Cái hiện thực này quả là đắng chát cho Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Cõi Tây Phương cực lạc trong tù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d